Nụ cười tự nhiên thể hiện sự thân thiện, làm giảm sự căng thẳng trong giao tiếp. Một nụ cười chân thật từ trái tim sẽ khiến cho đối tác cảm thấy được chào đón, an tâm hơn và để lại trong lòng một cảm giác nồng ấm. Gương mặt tươi cười luôn là gương mặt dễ mến. Sau đây là những lời Phật dạy cười để có cuộc sống thêm tươi vui. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Nụ cười làm cho con người trở nên cởi mở, bao dung và lạc quan yêu đời. Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gây dựng thiện ý trong làm ăn, làm lớn mạnh tình bạn, mang đến sự thư giãn khi ta mỏi mệt, gây niềm hy vọng khi tuyệt vọng, và là ánh sáng khi ta tâm tối trong phiền muộn. Ai muốn luôn nhận được nụ cười, trước tiên phải là người ban phát chúng. Đó chính là một nghệ thuật sống giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Trong công việc, con người khó đạt được thành công mỹ mãn với tâm trạng không vui. Nụ cười là liều thuốc bổ tự nhiên quý giá sẵn có, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng nó. Nụ cười làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn, giúp thư giãn, giảm căng thẳng, làm tan đi nỗi bực mình, buồn phiền. Nụ cười làm tăng tiết các hormone có ích như endorphin, giúp giảm đau, serotonin, giúp điều hòa tâm trạng, dẫn đến việc tăng sức đề kháng, tăng số lượng và hoạt động của các kháng thể. Đồng thời, làm giảm cortisol có tác hại cho sức khỏe, làm teo tế bào thần kinh. Nụ cười còn giúp tăng tần số hô hấp, cải thiện chức năng phổi, có tác dụng tốt với huyết áp và kích thích nhiều vùng não bộ. Người ta thường nói, có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng nụ cười thể hiện tất cả các ngôn ngữ đó. Khi bạn mỉm cười với người nào đó, thì 9 trên 10 lần người ấy sẽ mỉm cười lại với bạn. Và như vậy, bạn đã tặng cho bản thân và người kia một liều thuốc bổ, làm cho ngày hôm ấy, cả hai người sáng tươi và tốt đẹp hơn. Herbert Samuel nói một cách hình tượng là thế giới giống như một tấm gương. Bạn nhăn mặt với nó nhăn mặt với bạn. Bạn mỉm cười với nó cũng mỉm cười với bạn. Theo quan điểm của bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria, cha đẻ của trường phái yoga cười với hơn 6.000 câu lạc bộ ở nhiều nước trên thế giới và cả ở Việt Nam. Khi cười, bạn thay đổi chính bạn. Khi bạn thay đổi thế giới. Trong cuộc sống có nhiều thứ cần phải dè sẻn, nhưng đừng dè sẻn nụ cười. Câu nói quen thuộc trong dân gian, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đã phần nào thể hiện được ý nghĩa của nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười có rất nhiều năng lực khác khiến cho bạn phải bất ngờ. Trong guồng quay của cuộc sống, nụ cười có thể thay cho hàng ngàn lời hoa mỹ, trở thành một sợi dây vô hình kết nối mọi người lại gần với nhau hơn, xóa bỏ đi những khoảng cách và mâu thuẫn. Hơn nữa, nụ cười vui vẻ còn tiếp thêm cho chúng ta một động lực mạnh mẽ để có niềm tin hơn vào cuộc sống này. Nụ cười không chỉ là một phản xạ có điều kiện, mà còn thể hiện trạng thái hay cảm xúc vui mừng hài lòng với một điều gì đó của con người. Đấy cũng là phương thức biểu đạt của ngôn ngữ cơ thể, giúp tạo cảm giác thoải mái, gần gũi và niềm tin với người khác. Tuy nhiên, không phải cứ cười là vui vẻ và hạnh phúc. Đôi khi nụ cười cũng thể hiện những cay đắng và đau khổ mà một người phải trải qua. Dưới đây là những nụ cười phổ biến nhất. Cười hạnh phúc thể hiện sự vui vẻ, hài lòng với một người hoặc một sự việc nào đó. Cười mỉm, đó là nụ cười nhẹ nhàng. Cười lớn cho thấy sự sảng khoái và hạnh phúc. Cười cay đắng thể hiện sự mỉa mai đối với chính bản thân mình hay cuộc sống, thường kèm với ánh mắt buồn hoặc ướt át. Cười giả trân, đó là nụ cười gượng ép. Cười khinh bỉ thể hiện sự khinh thường người khác. Cười vui vẻ nói lên tâm trạng thoải mái, vô ưu, vô lo. Vai trò của nụ cười trong cuộc sống.
vai trò tác dụng của nụ cười trong cuộc sống của con người là rất lớn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Chúng sẽ giải phóng hormone endorphin và serotonin, giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Khi bạn cười, niềm vui sẽ được lan tỏa tới mọi người xung quanh. Thậm chí, thiên nhiên và vạn vật xung quanh bạn cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đó. Nhờ vậy, cuộc sống sẽ trở nên tươi vui hơn, mọi mệt mỏi và buồn chán đều có thể dễ dàng được xua tan. Bên cạnh đó, tác dụng của nụ cười trong cuộc sống còn thể hiện ở vấn đề sức khỏe. Nụ cười sẽ giảm đi kích thích tố căng thẳng, giúp tăng tế bào miễn dịch và kháng thể, chống vi khuẩn gây hại. Do đó, các chức năng của hệ thống miễn dịch sẽ dần được cải thiện, giúp ngăn chặn các bệnh lý như cảm cúm, sốt. Ý nghĩa của nụ cười trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu nụ cười, vì nó mang lại hạnh phúc và sức khỏe to lớn. Nụ cười thể hiện niềm vui, giúp chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh, những điều quý giá nhất trong cuộc sống, và là cầu nối để chia sẻ hạnh phúc với mọi người xung quanh. Đặc biệt, nụ cười có ý nghĩa rất quan trọng trong kinh doanh, giao tiếp, công việc và góp phần thể hiện tình cảm, tính cách của một người. Ý nghĩa nụ cười trong kinh doanh. Nụ cười là bí quyết thắng lợi trong các cuộc thương thảo, ngay cả đối với những cuộc trao đổi ở cửa hàng tạp hóa nhỏ nhất. Nghiên cứu tại Đại học Bangu cho biết, một người sẵn sàng rút ví trả thêm tiền hoặc chốt đơn nhanh hơn nếu nhân viên bán hàng luôn nở nụ cười thật tươi. Điều đó cho thấy ý nghĩa của nụ cười vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Hay nói cách khác là số tiền bạn có được từ khách hàng chính là một phần tiền thưởng nhờ nụ cười thân thiện và sự mến khách. Ý nghĩa của nụ cười trong giao tiếp. Nghiên cứu của một trường đại học ở Anh đã chỉ ra rằng, trong những cuộc hội thoại ngắn, mọi người thường trao đổi từ 10 đến 20 nụ cười với nhau. Đây có lẽ là một con số khiến bạn bất ngờ, nhưng chúng góp phần quan trọng kết nối mọi người sát lại gần nhau. Bạn cười nhiều chứng tỏ cuộc giao tiếp đó đã thành công và mọi người dần trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt, tiếng cười còn giống như một lời chào thân thiện, giúp người đối diện có thiện cảm với bạn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ý nghĩa của nụ cười trong hiệu quả công việc. Những người cười nhiều sẽ tăng năng suất lao động và khả năng sáng tạo hơn so với những người thường xuyên u sầu và cao có. Hơn nữa, những người vui tính thường có khả năng trở thành nhà lãnh đạo giỏi nhiều hơn. Nụ cười làm tăng thêm sự tin tưởng với đồng nghiệp hơn là những người luôn cứng nhắc và nghiêm nghị. Với các nhà lãnh đạo, nụ cười có thể thúc đẩy tinh thần và gắn kết các thành viên trong nhóm để cho ra những sản phẩm chất lượng tốt. Nụ cười thể hiện cảm xúc và tính cách rõ ràng. Như những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong phần trên, có rất nhiều kiểu cười trong cuộc sống như là cười mỉm nhẹ nhàng, cười hạnh phúc, cười nhếch mép. Mỗi nụ cười mang một ý nghĩa khác nhau. Nhìn vào nụ cười, mọi người có thể đánh giá thái độ và tính cách của bạn. Thí dụ, nếu bạn chỉ cười mỉm, vô hồn, thì có thể bị mọi người nghĩ đó là điều cười giả tạo và gượng gạo. Hoặc với những người có kiểu cười nhếch mép thì thường hay đố kỵ và coi thường người khác. Chính vì vậy, bạn nên điều chỉnh nụ cười của mình sao cho đẹp nhất, vừa thể hiện cá tính của bản thân, vừa không gây ấn tượng xấu với những người xung quanh. Giá trị của nụ cười lớn như thế nào? Một nụ cười đem đến rất nhiều giá trị lớn, như giúp tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan hơn, cải thiện sức khỏe, thể chất, trông gầy, trẻ trung hơn, nâng cao tuổi thọ và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Giá trị của nụ cười giúp tinh thần phấn chấn hơn. Khi cười, não bộ của bạn sẽ tiết ra endorphin, làm giảm đi sự căng thẳng và giúp tâm trạng tốt hơn. Nếu như bạn stress hay có chuyện buồn, hãy ngồi thư giãn trên ghế, hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Điều đó
sẽ giúp cho những phiền muộn của bạn dần dần biến mất. Dù chỉ là một nụ cười gượng, nhưng nó cũng là một cách vô cùng tốt để đánh lừa não bộ, giúp nó nhận biết rằng bạn đang cảm thấy hạnh phúc, từ đó tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Nụ cười mang lại suy nghĩ lạc quan hơn. Nụ cười sẽ khiến cho bạn có suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Nếu bạn buồn chán, mọi vấn đề đều rất khó được giải quyết theo hướng tốt nhất. Sau khi có tâm trạng tốt, bạn hãy suy nghĩ về mọi vấn đề đã xảy ra, tìm nguyên nhân và bình tĩnh tháo gỡ nó. Thêm một câu chuyện truyền cảm hứng thực tế đến từ tỷ phú Hyland Sandes, cha đẻ của thương hiệu gà rán KFC. Cuộc đời đen đủi liên tục bám lấy ông. Từ khi 6 tuổi, ông đã mất cha. Năm 18 tuổi, kết hôn, nhưng bị vợ ly hôn và giành quyền nuôi con. Công việc của ông cũng rất bấp bênh, ngay cả những việc nặng nhọc và vất vả nhất ông đều đã làm qua. Đến khi chế biến ra công thức gà rán KFC, ông cũng vấp phải 1009 lần từ chối của các cửa hàng. Chính nhờ sự lạc quan và ý chí nghị lực, ông đã có thương hiệu gà rán của riêng mình và được cả thế giới ưa chuộng. Logo thương hiệu của công ty chính là hình ảnh của ông, luôn nở nụ cười để nhắn gửi về những ý nghĩa của nụ cười trong cuộc sống đến với mọi người. Cho dù bạn có tuyệt vọng đến đâu, hãy nở một nụ cười và đi tiếp, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giá trị của nụ cười hỗ trợ cải thiện sức khỏe và thể chất. Nghiên cứu của một trường đại học tại Hàn Quốc năm 2012 chỉ ra rằng nếu như sô-cô-la giúp giảm cholesterol, bảo vệ chức năng não, giảm huyết áp, cải thiện bệnh đái tháo đường, ngăn ngừa đông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thì một nụ cười có tác dụng cao gấp rất nhiều lần. Nụ cười giống như một loại thuốc để tăng sức đề kháng và giảm đau nhức cơ thể. Ngay cả khi mệt mỏi, bạn hãy cố gắng cười thật nhiều để đem đến một nguồn năng lượng mới giúp cơ thể nhanh chóng khỏe mạnh. Mỉm cười khiến bạn trông gầy và trẻ hơn. Khi cười nhiều, cơ mặt sẽ được nâng lên hơn, giúp bạn xóa bỏ những nếp nhăn và dấu hiệu chảy xệ do lão hóa. Nhờ vậy, bạn có thể níu giữ tuổi thanh xuân của mình mà không cần tốn quá nhiều tiền để thẩm mỹ. Không chỉ đem đến tinh thần sảng khoái, tiếng cười còn giúp bạn đốt cháy một năng lượng calo đáng kể, nên hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhờ việc cười, bạn có thể đốt cháy được từ 100 đến 120 calo trong vòng 1 tiếng. Nghiên cứu của Đại học Missouri đã khảo sát 960 người ở độ tuổi từ 30 đến 65. Kết quả cho thấy rằng phần lớn những người hay cười hoặc không thường xuyên cau mày trông sẽ trẻ và gầy hơn. Nâng cao tuổi thọ và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Theo một nghiên cứu khoa học của Mỹ vào năm 2020, những người nở nụ cười sẽ có tuổi thọ trung bình khoảng 80 năm. Trong khi đó, người không hay cười chỉ thọ khoảng 72,9 năm. Ngoài ra, nụ cười cũng giúp cho cuộc sống hôn nhân lâu bền và hạnh phúc hơn. Bạn có thể dễ dàng hòa giải và hài lòng với cuộc sống với đối phương. Ngược lại, việc câu có buồn rầu chỉ khiến cho cuộc sống của cả hai bên thêm mệt mỏi mà thôi. Tiếp theo chương trình, mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe 4 quy tắc tâm linh của người Ấn Độ. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Bạn có thể từng gặp qua rất nhiều người, trải qua nhiều khoảnh khắc, nghĩ ra nhiều tình huống sự thế. Nhưng với người Ấn Độ, họ nằm lòng chỉ với 4 nguyên tắc tâm linh sau đây. Quy tắc đầu tiên, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn phải cần gặp. Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều gì đó. Có thể là dạy cho chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Vì vậy hãy tôn trọng
và coi trọng những người mà chúng ta gặp gỡ. Quy tắc thứ hai là bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra. Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả, thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có, nếu như tôi đã làm điều đó khác đi, thì nó hẳn đã khác đi. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, giúp chúng ta có thêm bài học để tiến bước về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Quy tắc thứ ba là trong mỗi khoảnh khắc, mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu. Quy tắc thứ tư, những gì đã qua, cho qua. Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hóa của chúng ta. Đó là lý do tại sao để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình. Tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi nghĩ là không phải tình cờ mà bạn đang nghe hay là đang đọc những vấn đề này. Nếu bài viết này đánh động tâm hồn của bạn, đó là bởi bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả. Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn của bạn. Hãy luôn hạnh phúc. Vấn đề tiếp theo đó là yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngàn xưa đến nay, tình yêu luôn là mối quan tâm của con người và ngàn năm sau vẫn vậy. Tuy nhiên, yêu thương như thế nào để có hạnh phúc dài lâu thì không phải người nào cũng hiểu được. Ngẫm những lời Phật dạy dưới đây có thể giúp cho chúng ta chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Có hiểu mới có thương. Phật dạy rằng có hiểu mới có thương. Tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu. Mỗi con người đều có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng. Nếu không hiểu, không thương mà giận hờn trách móc, không hiểu tình thương của mình sẽ làm cho người khác ngột ngạt. Không hiểu sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời. Trong cõi đời này, nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ đói thương đói hiểu. Họ thơ thẩn lang thang trong cuộc đời, tìm người hiểu mình thương mình. Gặp được người hiểu mình thương mình là may mắn lớn của cuộc đời này. Tình yêu nảy nở lớn lên từ đó. Vậy nên, có hiểu mới có thương là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng chọn vợ theo quan điểm của Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu, nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, nhưng cũng có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình. Vì vậy, chọn người hiểu mình và thương mình, hãy nhớ đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời. Phải đủ 4 yếu tố, đó là từ bi hỷ xả. Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ 4 yếu tố từ bi hỷ xả. Từ là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ. Yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ cho nhau thì không phải là tình yêu. Có những người yêu nhau ngày nào cũng khổ. Đó là tình yêu hệ lụy.
chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự có nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc mỗi ngày. Bi là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho khổ thêm, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có đau khổ tuyệt vọng? Người yêu mình phải là người biết chia sẻ, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời. Như vậy, từ bi theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê say đắm nhất thời, không phải là tình yêu đích thực. Từ bi trong tình yêu không phải tự dưng mà có, phải học tập, phải tu tập. Cần nhiều thời gian để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau thêm hạnh phúc. Hỷ là niềm vui. Tình yêu chân thực là phải làm cho cả hai điều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình hạnh phúc, cuộc nhân duyên như thế là thành công. Xả là không phân biệt kỳ thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là hạnh phúc của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em, của anh, em hay là anh sáng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa. Hạnh phúc, khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm, coi đó là vấn đề của hai người. Chuyển hóa nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc. Triết lý Phật giáo có thể giúp đỡ bạn trong hành trình làm cha mẹ nhiều khó khăn, vất vả, đầy thử thách và áp lực. Một trong số đó là bố mẹ cho phép con trưởng thành về mặt tình cảm. Điều đó giúp trẻ có khả năng phục hồi tình cảm, đồng thời giúp cho cuộc sống thường ngày của bố mẹ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đây là 5 bài học dạy con theo triết lý của Phật giáo. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Thứ nhất là tâm trí tĩnh lặng là tâm trí mạnh mẽ. Theo Phật giáo, cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Vì vậy, sự ổn định của đời người không bao giờ đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Thay vào đó, chúng ta có thể chọn cách trau dồi để có một tâm trí ổn định. Hầu hết các trạng thái tinh thần của chúng ta đều lên xuống thất thường nhiều lần trong ngày, dựa vào các sự kiện bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta ra sao. Này nhé, được ôm người thân trong tay thì hạnh phúc, được khen ngợi thì vui vẻ, được tặng thưởng thì sung sướng, bị chỉ trích thì bực bội, bị chán ghét thì buồn bã, bị thất bại thì thất vọng. Phật giáo khuyến khích tất cả mọi người đón nhận và đối diện với tất cả bằng thái độ bình thản. Có nghĩa là mỗi chúng ta có quyền lực trong việc chấp nhận mọi việc đến với chính mình như thế nào. Bố mẹ có thể dạy con điều này bằng cách làm gương. Thiền định cũng là một trong những cách để có được tâm trí tĩnh lặng và ổn định. Thứ hai là mở cửa đón những khái niệm vô thường. Trong chương trình học ở trường của các con và trong cả những lúc nói chuyện dạy con học, người lớn luôn có ý tránh né một sự thật rằng trong cuộc sống này mọi thứ thay đổi liên tục. Chúng ta dạy trẻ con những thứ đơn điệu, tẻ nhạt và gieo vào đầu các con ý niệm mọi chuyện đang đứng yên, chẳng có gì thay đổi cả. Con thì không mảy may lo nghĩ, ưu sầu. Nhưng khi biến cố đến hay chỉ cần một thay đổi rất nhỏ xảy ra, con sẽ hoảng loạn, sợ hãi, bối rối và không biết lý giải như thế nào. Theo quan niệm của Phật giáo, mọi thứ là vô thường. Hãy mở rộng cửa để đón nhận những khái niệm về vô thường vào trong cuộc đời của mình. Bởi lẽ chúng ta sẽ không thể nào trốn tránh được nó. Không phải nói đến cái chết là đụng chạm đến chuyện xui rủi, mà cái chết là một phần của sự sống. Tất cả các sinh vật đều sống rồi chết. Đó
chỉ đơn giản là chu kỳ tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta nên dạy con điều đó, không có gì đáng sợ cả. Bằng cách thừa nhận và chỉ cho con thấy quá trình diễn tiến của sự sống. Giữa những đóa hoa nở rộ rồi héo tàn, những chiếc lá xanh rồi vàng rơi vào mùa thu, khô lại rồi mục rửa dưới gốc cây. Từng ngày một, chúng ta và con học cách chấp nhận chứ không sợ hãi sự thay đổi của cuộc đời. Bố mẹ hãy dạy con biết rằng thay đổi là tự nhiên, và cách đối xử tốt nhất với vô thường không phải là oán giận mà là cảm ơn. Cảm ơn vì nhờ đó mà mỗi ngày trôi qua luôn khác nhau và là duy nhất. Thứ ba là học cách sống chung với sự lo lắng. Các Phật tử đều biết, bởi biết đến vô thường nên trong tâm của mỗi người đều tiềm ẩn sự lo lắng. Lo lắng không phải là dấu hiệu của sai lầm, mà nó chỉ đơn thuần là kinh nghiệm khi chúng ta sống chung trong một thế giới vô thường. Đây là cảm giác không thể thay đổi trong lòng của bất kỳ ai. Lo lắng là cảm xúc bình thường của mỗi người, và khi đánh mất gì đó, chúng ta sẽ đau khổ cho đến khi chấp nhận được sự mất mát đó. Hãy dạy cho con cứ sống chung với sự lo lắng, nhưng đừng để nó đe dọa hay làm cho con hoảng sợ. Thứ tư là chú ý đến cảm xúc của con, tất cả các cảm xúc. Phật giáo khuyến khích con người chú ý đến các biến động của cuộc sống, và quan trọng hơn là cảm xúc của bản thân trước những biến động đó. Vì lý do này, cảm xúc không phải đơn thuần là tốt hay xấu. Đó là những gì chúng ta cảm nhận được về chính mình và về cuộc sống này. Bởi lẽ cảm xúc tăng lên và rồi cũng sẽ mất đi. Các bậc cha mẹ có thể dạy con mình cách xử lý những cảm xúc một cách tự nhiên nhất ở hiện tại. Và khi cảm xúc đó đã bị thời gian đẩy lùi về phía sau, cảm xúc chính là cảm xúc, đừng ép uổng hay sửa đổi gì ở con, vì điều đó không cần thiết. Thứ năm là tin tưởng rằng con mình rất kiên cường. Trong cuộc sống luôn có mất mát và có thất vọng. Tuy nhiên, xuất phát từ bản năng làm cha mẹ, người lớn luôn tìm cách bảo vệ con mình an toàn, thoát khỏi những góc cạnh sắc nhọn của cuộc sống. Điều này xuất phát từ tình thương, nhưng không phải là yêu thương đúng cách. Cuộc đấu tranh với thất bại và thất vọng hiển hiện trong đời sống của một con người từ rất sớm. Đó là các bài tập về nhà, xung đột giữa anh chị em trong nhà, mối quan hệ với bạn bè, rồi đến các luật lệ, việc làm, nhân dân. Khi trẻ được phép đấu tranh, con bắt đầu có khả năng giải quyết các vấn đề, xây dựng khả năng hồi phục của bản thân trước những thăng trầm của cuộc sống. Và đương nhiên, bằng chính mình, chứ không hề trông chờ vào sự xuất hiện và bao bọc của bố mẹ. Có một vị tăng đã nói như thế này từ thế kỷ thứ 8: khi bạn đi bộ nhiều, chân của bạn sẽ bị đau. Nếu cứ tiếp tục đi, lớp da bàn chân sẽ dày lên, cứng cáp và giúp bạn đi đến bất kỳ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể mang một đôi giày để bảo vệ chân. Các bậc bố mẹ luôn muốn đôi giày êm ái và mềm mại cho bàn chân của con mình, giúp con an toàn trên mỗi bước đi, thay vì để con có được lớp da chân cứng cáp để tự vượt trở ngại. Câu hỏi đặt ra là, bố mẹ có thể bảo vệ con đến khi nào? Vì một lúc nào đó, con sẽ phải tự mình sống tiếp cuộc đời của mình. Bố mẹ hãy tin tưởng vào sự kiên cường của con. Còn như bố mẹ chia ly, con nghe mọi người bảo, nếu ôm bức ảnh của người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ, thì sẽ mơ thấy người đó. Nhưng mà, mẹ ơi, vì sao tối nào con cũng làm như thế, mà trong giấc mơ của con vẫn không gặp được mẹ? Câu chuyện như thế này: vợ của anh vì một lý do ngoài ý muốn đã qua đời được 4 năm. Anh vì không có cách nào có thể chăm sóc được bố mẹ nên cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Một buổi tối kia
khi anh trở về nhà. Vì quá mệt mỏi, anh chỉ chào hỏi đứa con ngắn gọn và không muốn ăn cơm. Cởi xong bộ cơm lê, liền lên giường nằm. Đúng lúc đó, ầm một tiếng, bát mì tôm làm bẩn hết chăn và ra trải giường. Quả ra trong chăn có một bát mì tôm. Cái thằng dính con này, anh ta liền vớ một chiếc móc quần áo, chạy ra ngoài, đánh đứa con trai đang ngồi chơi một trận. Đứa con trai vừa khóc vừa nói: "Cơm sáng đã ăn hết rồi, đến tối con chưa thấy bố về, thấy đau bụng nên đi tìm đồ ăn. Con tìm thấy mì tôm trong tủ bếp, muốn nấu mì tôm ăn, nhưng bố dặn không được tùy tiện dùng bếp ga, nên con lấy nước nóng từ trong vòi tắm pha mì tôm. Con pha một bát để ăn, còn một bát để phần cho bố. Vì sợ mì tôm bị nguội, nên con mang vào giường ủ trong chăn đợi bố về ăn cho nóng. Con mãi chơi đồ chơi mới mượn của bạn, nên khi bố về đã quên không nói với bố. Anh không muốn đứa con thấy mình khóc, nên vội vã vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và khóc. Khi đã ổn định tinh thần, anh mở cửa phòng con trai mình và thấy đứa con trai trong bộ quần áo ngủ, nước mắt giàn giụa và tay đang cầm bức hình của mẹ nó. Từ đó trở đi, anh chăm sóc con trai tận tâm hơn, chu đáo hơn. Khi con trai mới vào học cấp 1, anh đánh con một trận nữa. Hôm đó, thầy giáo gọi điện về nhà, báo là con anh không đi học. Anh lập tức xin nghỉ về nhà, chạy đi tìm con khắp nơi. Sau vài tiếng đồng hồ đi tìm, anh đến một cửa hàng bán văn phòng phẩm, nhìn thấy đứa con đang đứng trước một đồ chơi điện tử. Thế là anh tức giận đánh con. Đứa con không một lời giải thích, chỉ nói: "Con xin lỗi." Một năm sau, anh nhận được điện thoại từ bưu điện, nói con trai anh đã bỏ một loạt các bức thư không viết địa chỉ vào hòm thư. Cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất, nên điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho họ. Anh lập tức đến bưu điện, mang những bức thư đó về ném trước mặt con trai và nói: "Sao mày lại làm những trò tái quái thế này hả?" Thằng bé vừa khóc vừa trả lời: "Đây là những bức thư con gửi cho mẹ." Mắt người bố cay cay hỏi con: "Thế sao một lúc con gửi nhiều như vậy?" Đứa con nói: "Trước đây con còn thấp nên không tự bỏ thư vào hòm thư được. Bây giờ con lớn rồi, có thể bỏ thư vào được rồi, nên con mang gửi hết những bức thư con viết từ trước đến giờ." Ông bố nghe xong, tâm trạng rối bời, không biết nói gì với con mình. Một lát sau ông nói: "Mẹ con giờ ở trên thiên đàng. Sau này con viết thư xong, hãy đốt nó đi thì có thể gửi thư cho mẹ được đó." Đợi cho đứa con ngủ, anh mở những bức thư đó xem đứa con muốn nói gì với mẹ. Trong đó có một bức thư khiến anh vô cùng xúc động. Bức thư viết rằng: "Mẹ thân yêu của con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, hôm nay ở trường con có một tiết mục mẹ cùng con biểu diễn, nhưng vì không có mẹ nên con không tham gia. Con cũng không nói cho bố biết vì sợ bố sẽ nhớ mẹ. Thế là bố đi khắp nơi tìm con, nhưng con muốn bố nhìn thấy con giống như đang đi chơi, nên con đã cố ý đứng trước một đồ chơi điện tử. Tuy bố đã mắng con, nhưng con đã kiên quyết không nói cho bố biết gì sao. Mẹ ơi, con ngày nào cũng thấy bố đứng trước ảnh mẹ ngắm rất lâu. Con nghĩ bố cũng như con rất nhớ mẹ đấy. Mẹ ơi, con đã sắp quên giọng nói của mẹ rồi. Con xin mẹ trong giấc mơ của con, hãy để cho con gặp mẹ một lần được không? Để con nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ, được không mẹ? Con nghe mọi người bảo, nếu ôm bức ảnh của người mình nhớ vào trong lòng
rồi đi ngủ thì sẽ mơ thấy người đó. Nhưng mà mẹ ơi, vì sao con tối nào cũng làm như thế mà trong giấc mơ của con vẫn không gặp được mẹ? Đọc xong bức thư, ông bố òa khóc. Anh không ngừng tự trách mình. Phải làm sao mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ để lại đây? Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những ông bố, bà mẹ. Khi đã mang cuộc sống của đứa con đến với thế giới này, có nghĩa là gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn. Khi đã là một người mẹ, không nên tăng ca quá nhiều. Khi đã là một người bố, không nên uống quá nhiều rượu. Đừng nên hút nhiều thuốc, phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể yêu thương con hết lòng được. Tuyệt đối, đừng nên vì muốn kiếm nhiều tiền mà hủy hoại sức khỏe của mình. Không có sức khỏe thì những danh lợi kia có ý nghĩa gì? Và cũng đừng nghĩ rằng đợi đến khi bố mẹ có nhiều tiền thì sẽ như thế này như thế kia. Nào ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể sau một giây mọi chuyện nó đã khác. Những ông bố bà mẹ, xin đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà dễ dàng ly hôn. Vì đau thương lớn nhất sau sự đổ vỡ đó không ai hết chính là đứa con của mình. Bạn đã kết hôn hay là chưa kết hôn thì hãy nhớ một điều là xin hãy quý trọng nó. Giá trị lòng vị tha, triệt bỏ mầm mống phiền não. Giới, định, tuệ có khả năng triệt bỏ phiền não, nhưng vẫn hãy còn để lại tập khí phiền não. Tập khí này rất khó đoạn diệt. Lý do phải triệt bỏ tập khí phiền não là vì đây mới chính là chướng ngại của trí thấy biết mọi điều, mọi sự, ở mọi nơi, trong mọi lúc, trí toàn giác. Các vị A-la-hán tuy đã thoát dòng sinh tử, nhưng vẫn chưa phát triển hết toàn bộ chức năng của tâm thức, vẫn chỉ mới đi xong phân nửa con đường. Vấn đề là làm cách nào để triệt bỏ tập khí phiền não nói trên. Vũ khí vẫn như cũ là tuệ giác trực chứng tánh không. Nhưng muốn triệt bỏ tập khí phiền não này, chúng ta cần tích trữ kho bồ công đức khổng lồ. Điều có thể giúp chúng ta tích tụ đầy đủ công đức đó là lòng vị tha phi thường. Nãy giờ chúng ta chỉ mới nói đến một người, bản thân của chúng ta. Khi bước vào con đường của lòng vị tha, chúng ta sẽ phải quan tâm đến hết thảy chúng sinh. Các loài chúng sinh hữu tình nhiều không giới hạn. Vì vậy, tư lương tích lũy được nhờ hướng về chúng sinh cũng sẽ không giới hạn. Vì mình mà quy y Tam Bảo hay vì hết thảy chúng sinh mà quy y Tam Bảo, so lại công đức bên ít bên nhiều khác nhau rất xa. Đồng thời cho đến bây giờ, mục đích tu tập được nhắc đến chỉ là để thoát ly sinh tử, diệt khổ cho bản thân. Với tâm nguyện từ bi rộng lớn, mục tiêu được nâng lên đến mức tối cao, đó là đạt quả vị Phật. Triệt bỏ hết thảy phiền não cùng với tập khí phiền não tiềm tàng trong tâm thức, chướng ngại của trí toàn giác. Vậy xét trên phương diện thành quả, đường tu của người mang tâm đại từ bi cũng rộng lớn mãnh liệt hơn, tích tụ được nhiều công đức hơn. Tâm từ bi thật nhiệm màu. Con người có được một khả năng rất đáng kinh ngạc, đó là có thể phát khởi lòng từ bi, quên mình và thương người như chính bản thân. Thật tuyệt vời. Nếu có ai quan tâm đến chúng ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Khi chúng ta quan tâm đến người khác cũng vậy. Tôi thấy với thái độ này, toàn cõi luân hồi sẽ không khác niết bàn. Đây chính là suối nguồn hạnh phúc, không chỉ ở tương lai xa vời mà ở ngay hôm nay, ngay bây giờ. Chỉ cần chút ít của tâm từ bi này thôi cũng đủ mang lại niềm an vui,
nâng cao nghị lực. Tâm này sẽ dẫn đến mọi kinh nghiệm tốt lành nhất, cũng là nền tảng vững chắc nhất cho mọi hoạt động xã hội. Tâm này không những là thầy mà còn là bạn, là sức mạnh chở che, là mọi sự tốt lành chân chính. Sáng nay chúng ta có nói với nhau về hệ thống triết lý liên quan đến khả năng cấy dưỡng tâm từ bi tuyệt vời này. Các vị hiền thánh xứ Ấn có dạy hai phương pháp có thể giúp tâm từ bi nảy mầm lớn mạnh. Một là pháp tu bảy điểm nhân quả, hai là pháp tu hoán chuyển ngã tha. Sau khi tập cho tâm có được chút yên lắng, nếu chọn pháp tu thứ nhất là bảy điểm nhân quả, quý vị sẽ luyện tâm theo bảy bước như sau. 1. Thấy ai cũng đều là bạn của mình. 2. Chiêm nghiệm về ơn nặng của chúng sinh. 3. Phát tâm nguyện muốn đền đáp ơn này. 4. Phát tâm đại từ. 5. Phát tâm đại bi. 6. Phát đại nguyện gánh trách nhiệm đối với chúng sinh. 7. Phát tâm bồ đề vì chúng sinh mà cầu giác ngộ. Phát tâm bồ đề là phát thệ nguyện vì lợi ích chúng sinh quyết tu thành Phật. Muốn phát được tâm này, người tu cần phát đại nguyện, gánh lấy trách nhiệm lớn lao, mang bình an về cho hết thảy chúng sinh. Để có đủ can đảm phát đại nguyện, người tu cần có tâm đại bi. Tâm đại bi sẽ khiến người tu xốn xang đau đớn khi chứng kiến nỗi khổ của chúng sinh, khổ vì hoàn cảnh bên ngoài hay vì những yếu tố nội tâm. Từ đó, ngay từ tận đáy lòng sâu thẳm dấy lên tâm nguyện, mong sao cho tất cả đều được thoát khổ. Nếu không có tâm đại bi sâu xa này, sẽ không làm sao đủ quyết tâm gánh lấy trách nhiệm trọng đại lớn lao đến như vậy. Cứ nhìn vào kinh nghiệm cá nhân cũng sẽ thấy rằng muốn có được tâm từ bi đối với người mình thương yêu thật sự không khó gì, với những người tạo cho mình cảm giác dễ chịu. Nói chung là những người mình thấy thân thiết gần gũi rất dễ. Vì vậy, trước khi nói tới đại từ, đại bi, phải có một phương pháp gì giúp cho mình thấy được rằng chúng sinh ai cũng đáng yêu, đáng quý như những người hiện giờ chúng ta cảm thấy thân yêu, gần gũi, ví như cha mẹ hay gia quyến, vân vân. Để có được cái nhìn như vậy, chúng ta cần giữ tâm cho lắng động, quân bình. Sau đó, hãy tưởng tượng trước mặt mình có ba người, một bạn, một thù, một xa lạ. Xét xem trong tâm đang dấy lên những cảm xúc gì. Chúng ta sẽ thấy đối với người bạn, tâm tự nhiên cảm thấy thân thiết. Đối với kẻ thù, tâm không những cách biệt mà còn cấu ghét, giận dữ. Còn đối với người không quen, tâm thật dửng dưng. Thấy như vậy rồi, hãy phân tích coi tại sao lại như thế. Trước tiên là người bạn. Đâu phải lúc nào cũng là bạn. Từ vô lượng kiếp về trước, đã từng có những kiếp sống người ấy không phải là bạn mà còn có khi là kẻ thù đáng sợ nhất. Tương tự như vậy, kẻ mà bây giờ đang là thù, không ai có thể nói chắc được trong một kiếp quá khứ nào đó người này đã không từng là người bạn thân thiết nhất. Tương lai cũng vậy, không có gì bảo đảm kẻ thù sẽ mãi là thù, bạn sẽ luôn là bạn. Ngay cả chuyện trong một kiếp thôi cũng đã biến chuyển không chừng đổi gì. Đang là bạn, thoắt một cái, mọi việc đã hoàn toàn khác. Điều này có thể tự xét qua kinh nghiệm bản thân. Nhất là trong lĩnh vực chính trị, mới đang là đồng minh, chưa gì đã biến thành kẻ thù độc hại nhất. Từ đó mà thấy, cuộc sống này thật sự không có gì cố định. Khi thành công, khi thất bại, sự vật cứ biến đổi,
biến đổi mãi. Vậy thì quan niệm về bạn và thù thật ra không căn cứ. Vì sao lại cứ khư khư ôm cứng cảm giác bạn thù như vậy? Đúng không? Cứ suy nghĩ như vậy, từ từ tâm chúng ta sẽ quân bình trở lại. Kế tiếp, quý vị thử nhìn lại điều này. Nếu có kẻ trong quá khứ là thù, nay trở thành bạn, và có những người xưa kia là bạn, bây giờ là thù, chi bằng cứ xem cả ba người mình đang tưởng tượng trước mắt kia toàn là bạn hết chẳng hơn sao? Chúng ta cũng có thể suy nghĩ thử xem có nên nuôi lòng căm hận hay không? Làm như vậy sẽ được những gì? Câu trả lời thật là hiển nhiên. Bù lại, nếu quý vị khởi lòng từ bi, kết quả ra sao không cần nói cũng biết là rất thoải mái. Trên phương diện này cũng vậy, cũng nên mở rộng tâm từ bi với cả ba loại người nói trên. Rồi bây giờ quý vị hãy để tâm từ bi này tỏa ra với hàng xóm, từng người một. Với người ở phía bên này con đường, với người ở phía bên kia con đường, rồi tỏa rộng hơn nữa, bao trùm cả đất nước, cả lục địa, rồi nhân loại trên toàn thế giới, rồi rộng hơn nữa, chan hòa toàn bộ các loại chúng sinh. Đó là phương pháp tu theo 7 điểm nhân quả. Phương pháp thứ hai được gọi là hoán chuyển ngã tha. Tu theo phương pháp này, quý vị cần cân nhắc xem bên nào quan trọng hơn, mình hay người, hãy chọn. Chỉ có hai, không có chọn lựa nào khác. Ai quan trọng hơn, mình hay người? Tính theo số lượng, mình chỉ có một, mà không phải mình lại nhiều vô hạn. Đương nhiên là cả hai bên không bên nào muốn khổ. Bên nào cũng mong được hạnh phúc, bên nào cũng có quyền sống hạnh phúc, thoát khổ đau, vì bên nào cũng là chúng sinh hữu tình. Nếu chúng ta tự hỏi, tại sao tôi có quyền sống hạnh phúc? Lý do chỉ là vì tôi muốn hạnh phúc, không cần lý do nào khác. Chúng ta có một cảm giác rất tự nhiên và đương nhiên về mình. Từ đó mà muốn được hạnh phúc, bấy nhiêu cũng đủ khẳng định quyền được sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Đây là nhân quyền và cũng là quyền của mọi loài chúng sinh. Rồi bây giờ hãy xét kỹ, nếu một người có quyền thoát khổ, vậy đương nhiên người khác cũng có quyền y như vậy. Hơn nữa, mọi chúng sinh hữu tình đều mang sẵn chức năng vượt thoát khổ đau. Khác chăng chỉ là tôi thì chỉ có một, trong khi kẻ khác lại chiếm đa số. Sự thể quá rõ ràng, cho dù chỉ một vấn đề bé bé, một nỗi khổ nho nhỏ rớt lên phía kẻ khác, tầm dốc của nó cũng vẫn vô hạn định. Trong khi nếu có việc gì xảy đến cho một người, dù sao vẫn chỉ giới hạn ở cá nhân của người đó mà thôi. Huống chi nếu phe kẻ khác lại là hết thảy chúng sinh hữu tình. So với con số vĩ đại vô lượng vô biên này, cá nhân của một người thật ra có quan trọng gì lắm đâu. Tôi xin giải thích cách thực hành pháp tu này. Tôi tu theo công phu này và luôn hướng dẫn lại cho người khác. Hãy tưởng tượng ở trước mặt quý vị, một bên là cái tôi cũ xì ích kỷ, bên kia là đám đông với đầy người thiếu thốn. Bản thân anh chị ngồi ngay chính giữa, không thiên bên nào. Hãy cân nhắc công bằng, coi bên nào quan trọng hơn. Nên chạy theo cái tôi ích kỷ cuốn rúng của vũ trụ, hay nên theo những người cần được giúp đỡ kia? Nếu quý vị có trái tim con người, tự nhiên quý vị sẽ hướng về phía những người thiếu thốn. Quán chiếu như vậy sẽ giúp lòng vị tha nảy nở. Từ từ quý vị sẽ ý thức rõ hơn tính ích kỷ tai hại ra sao. Bản thân quý vị cho đến nay vẫn thường ích kỷ như vậy. Chỉ có điều bây giờ quý vị đã ý thức được như vậy là xấu.
không ai muốn làm người xấu. Nếu có ai nói với chúng ta, bạn là người xấu, chúng ta sẽ tức tối lắm. Tại sao? Lý do chính là vì không ai muốn mình là người xấu. Nếu chúng ta thật sự không muốn làm người xấu, phải thấy khả năng không làm người xấu vốn nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Không ai có quyền quyết định người khác là tốt hay xấu. Không một ai có được quyền hạn này. Nguồn gốc niềm an lạc của gia đình, quốc gia hay thế giới nằm ở tâm Bồ Đề, Đại Từ, Đại Bi. Quán niệm về điều này sẽ giúp quý vị phát tâm Bồ Đề. Tu theo hai phương pháp nói trên sẽ mang lại niềm tin vững chắc, lòng khát khao và chí kiên cường. Quý vị cứ giữ vững ý chí cương quyết như vậy, cứ cố gắng mãi, từng ngày, từng tháng, từng năm, rồi sẽ thấy có kết quả. Với tấm lòng vị tha, nhất cử nhất động gì cũng mang lại vô lượng công đức, cũng đều trở thành sức mạnh vô hạn đưa đến giải thoát. Sáu hạnh ba la mật. Nhìn theo quan điểm Phật giáo, người tu hành có thể giúp được gì cho kẻ khác? Trong các loại bố thí, có một loại rất quan trọng là san sẻ tiền tài vật chất. Ví dụ như san sẻ thức ăn, thức uống, nơi ăn chốn ở. Nhưng sự san sẻ này dù sao vẫn rất giới hạn vì không thể thỏa mãn hết mọi nhu cầu của người khác. Từ kinh nghiệm bản thân chúng ta có thể thấy được rằng càng tu sám hối, nghiệp chướng càng nhẹ bớt, an lạc càng nhiều hơn. Người khác cũng vậy. Vậy điều người khác thực sự cần là làm sao tìm ra con đường dẫn đến nguồn an lạc hạnh phúc. Muốn giúp người khác thấy được con đường này, tự chúng ta phải có đầy đủ khả năng hướng dẫn cho họ. Hơn nữa, vì chúng sinh có nhiều khuynh hướng, ý thích, tiềm năng, thái độ khác nhau, nên chúng ta không thể thỏa mãn nguyện vọng của tất cả nếu tự mình chưa đủ trình độ thuyết pháp vô ngại, chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người nghe. Khả năng này không làm sao có được nếu tâm còn những chướng ngại ngăn trở trí toàn giác. Vì vậy, muốn giúp đỡ người khác cho có hiệu quả thì chúng ta phải quyết tâm đạt đến quả vị Phật. Ở đó, mọi chướng ngại án ngữ trí toàn giác đều đã tan rã. Tâm của Bồ Tát được diễn tả là trực tiếp hướng về lợi ích của chúng sinh. Cầu quả vị Phật cũng chỉ để thực hiện nguyện vọng trên. Mục tiêu tối hậu của Bồ Tát là đạt quả Phật để có được lòng vị tha triệt để. Tuy vậy, trên bước đường tu, mỗi vị Bồ Tát vẫn tùy theo khả năng cá nhân mà thực hành sáu hạnh ba la mật. Sáu hạnh này là thí, giới, nhẫn, tấn, định và tuệ. Khởi đầu bằng hạnh thí với sự san sẻ tiền tài vật chất. Thí ba la mật là tu sao cho tâm rộng lượng đến nỗi người tu thật sự không còn quan tâm đến việc mình làm có sẽ được đền đáp hay không. Đem tất cả thiện nghiệp có được nhờ tu hạnh thí hồi hướng về lại cho chúng sinh. Giới ba la mật là như sau. Gốc rễ của Bồ Tát Đạo là phải biết chế ngự tâm vị kỷ. Muốn thành tựu hạnh thí phải đừng để vì san sẻ mà gây hại cho ai. Vậy phải triệt bỏ mọi khuynh hướng gây hại. Muốn triệt bỏ khuynh hướng gây hại, phải triệt bỏ tâm lý vị kỷ. Tâm nếu tuyệt đối vị tha, sẽ không còn chỗ để gây hại cho ai. Vậy, giới ba la mật đặc biệt chú trọng đến vấn đề triệt bỏ mọi khuynh hướng vị kỷ. Muốn tu hạnh giới cho nghiêm chỉnh, thì phải tu hạnh nhẫn. Hạnh nhẫn cực kỳ quan trọng vì đây là nền tảng của pháp tu hoán chuyển ngã tha. Trong sách Nhập Bồ Đề Hạnh Luận, Ngài Tịch Thiên có giải thích về pháp tu hoán chuyển ngã tha. Trong đó,
Ngài đưa ra phương pháp cụ thể để tu hạnh nhẫn và hạnh định. Nếu áp dụng song song, sẽ mang lại nhiều kết quả. Nói hạnh nhẫn là căn bản của pháp tu hoán chuyển ngã tha. Đó là vì điều khó làm nhất vẫn là lòng chân thành, yêu thương, tôn trọng kẻ thù của mình. Khi tu hạnh nhẫn, kẻ thù không phải là người mang phiền toái đến cho ta, ngược lại là người giúp ta nhiều nhất. Người tu có thể nghĩ như vậy: nếu không có ai hại mình, lấy gì tu hạnh nhẫn? Lấy gì để thôi không nghĩ đến những thiệt hại xảy đến cho bản thân? Ngài Tịch Thiên có nói: có rất nhiều người có thể giúp ta tu hạnh thí, nhưng không mấy ai giúp ta tu hạnh nhẫn. Điều gì hiếm hơn thì quý hơn. Kẻ thù thực sự là một người có ơn rất lớn đối với chúng ta. Tu hạnh nhẫn giúp công đức tăng, không thể tu nếu không có kẻ thù. Vì vậy, kẻ thù chính là người giúp ta tích lũy nhiều công đức, không phải là người gây trở ngại. Kẻ thù thực sự là người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu. Trong Nhập Bồ Đề Hạnh Luận, Ngài Tịch Thiên có giả dụ một câu phản biện như sau: nhưng kẻ thù đâu cố ý giúp đỡ người tu, vậy mình đâu cần phải trân quý họ. Để đáp lời, Ngài Tịch Thiên nói rằng không cần phải cố ý mới có ích. Nếu sự cố ý muốn giúp là quan trọng, vậy chính trạng thái giác ngộ giải thoát chẳng có ý muốn giúp đỡ gì ai cả, cớ gì phải trân quý. Kẻ thù tuy không cố ý muốn giúp, nhưng vẫn mang lại thật nhiều lợi ích nên vẫn phải trân quý như thường. Tiếp theo, Ngài Tịch Thiên lại nêu ra giả thiết một câu phản biện khác: cho dù trạng thái giác ngộ giải thoát không có ý muốn giúp gì ai, nhưng cũng không cố ý gây hại. Ngược lại, kẻ thù chỉ muốn gây hại cho ta. Ngài Tịch Thiên trả lời: một người vì cố ý gây hại mà bị gọi là kẻ thù, còn bạn thì cần một kẻ thù để tu hạnh nhẫn. Một vị bác sĩ, ví dụ vậy, vì muốn tốt cho bạn nên bạn không coi là kẻ thù, mặc dù vị bác sĩ chẳng cho bạn cơ hội nào để tu hạnh nhẫn. Đó là kinh nghiệm và lý luận của một vị Bồ Tát cao trọng thời xa xưa. Suy nghĩ theo đó sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc, sẽ giúp tâm an lạc, hạnh phúc. Ngài Tịch Thiên nói rằng nếu còn cách cứu vãn tình thế nguy ngập, vậy cần chi lo lắng. Ngược lại, nếu đã bó tay không thể cứu vãn được tình thế, dù lo lắng cũng chẳng ích lợi chi. Một khía cạnh quan trọng khác của hạnh nhẫn là tính nhẫn nại, tự nguyện gánh khổ. Trước khi khổ đau xảy đến, chúng ta phải vận dụng mọi phương tiện để ngăn ngừa không cho khổ đau xảy ra. Nhưng khi khổ đau đã ập đến, quan trọng nhất phải thấy đó không là gánh nặng mà là sự trợ lực. Vì rất nhiều lý do, chịu cái khổ vừa phải trong đời sống này có thể giúp người tu xóa đi nhiều ác nghiệp tích tụ từ những kiếp xưa. Ngoài ra, khổ đau cũng giúp người tu hiểu rõ hơn khuyết điểm của luân hồi. Càng thấy rõ khuyết điểm của luân hồi sẽ càng chán ghét những việc làm bất thiện. Khổ đau cũng giúp người tu thấy được giá trị của sự giải thoát. Hơn nữa, theo kinh nghiệm bản thân, quý vị cũng thấy rằng khổ đau giúp chúng ta thông cảm nỗi khổ của người khác, giúp nảy sinh tâm nguyện muốn đưa tay giúp đỡ. Quan niệm như vậy về khổ đau sẽ thấy chính khổ đau cũng là cơ hội cho người tu tiến xa hơn trên bước đường tu tập và tư duy. Hạnh ba la mật thứ tư là tấn hay tinh tấn. Trong số nhiều loại hạnh tấn ba la mật khác nhau, có một hạnh gọi là khoác chiến bào. Hạnh này khiến ta không thất vọng vì chậm tiến bộ. Hạnh tấn giúp ta luôn vui vẻ, hăng hái tu hành,
dù có phải kiên trì hàng vô lượng lần, vô lượng kiếp mới thấy ra được chút tiến bộ. Hỏi đáp. Hỏi: có phải tâm thức đã có cùng lúc với sự hình thành của các thành phần vật lý ngay từ lúc thụ thai, hay tâm thức chỉ đến sau đó, ngay trước lúc chào đời? Đáp: theo tôi được biết thì tâm thức có ngay từ lúc thụ thai. Sát nhân có nghĩa là sát hại một người hay một sinh mạng đang phát triển thành người. Cái gọi là sinh mạng đang phát triển thành người chính là thời gian sau khi thụ thai và trước khi chào đời. Hỏi: khi một người phụ nữ quyết định phá thai và biết rất rõ việc đó không nên làm, trong trường hợp này nghiệp tạo ra sẽ như thế nào? Đáp: nếu không có lý do chính đáng, lại biết rằng sai mà vẫn làm, điều này sẽ khiến nghiệp đã nặng lại càng trầm trọng hơn. Hỏi: xin Ngài giúp một lời khuyên cho những ai trước đây đã từng phá thai và bây giờ tu học theo Phật giáo. Đáp: khi đã lỡ phạm điều không nên làm rồi, sau đó biết việc mình làm là sai quấy, nên thành tâm sám hối trước sự hiện diện hay biểu tượng của chư Phật, chư Bồ Tát. Đồng thời phải quyết tâm không tái phạm. Làm như vậy sẽ giảm bớt sức mạnh của ác nghiệp. Hỏi: ở các nước Tây Phương, vấn đề nghiện ma túy và nghiện rượu càng lúc càng trầm trọng. Ngài có lời khuyên gì cho những người vướng vào dòng nghiện ngập? Làm sao có thể tự giúp mình hay giúp cho người xung quanh giúp mình? Đáp: khi dùng rượu hay ma túy, đầu óc người nghiện rơi vào trạng thái mê muội, còn trầm trọng hơn mức độ mê muội sẵn có của con người. Mê muội gấp 2, thật là điều không cần thiết chút nào. Điều chúng ta thực sự cần thiết đó là phương pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề căn bản của cuộc sống. Hiểu rõ hơn về tính chất của luân hồi, tu tập về lòng từ bi, những điều này rất có ích. Hỏi: xin Ngài cho ít lời về vấn đề trợ tử, tức kết thúc mạng sống của người lâm trọng bệnh không hy vọng bình phục, bằng cách hoặc ngưng không trị liệu nữa, hoặc tiêm thuốc để chấm dứt mạng sống. Đáp: ở đây cũng vậy, có thể có trường hợp ngoại lệ, nhưng nói chung nên để tự nhiên. Những gì chúng sinh phải chịu là hậu quả của hành động đã làm trong quá khứ. Chúng ta phải chấp nhận những gì nghiệp quả đưa chúng ta vào. Khi khổ đau chưa tới, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm để ngăn ngừa khổ đau. Nhưng nếu vấn đề đã biến thành nan giải, thì phải hiểu khổ đau như vậy là do nghiệp cũ, không thể tránh. Hỏi: Ngài có nói về dòng tâm thức vi tế chuyển từ đời này sang đời khác. Vậy sau khi giải thoát luân hồi, khi chết đi, dòng tâm thức đó đi đâu? Có vẫn tiếp tục? Đáp: dòng tâm thức vi tế nhất vẫn tiếp tục cho đến tận Phật quả, không bao giờ tan biến, gián đoạn. Hỏi: có nhiều người sống thoải mái tới độ không thể hiểu nổi vì sao lại muốn thoát ra khỏi cảnh sống đó. Đối với họ, tư tưởng Phật giáo yếm thế một cách quá đáng. Xin Ngài cho biết ý kiến. Đáp: xét theo quan điểm Phật giáo, đây là trường hợp người không ý thức được nhiều mức độ khổ đau của luân hồi. Còn nếu người đó thực sự hạnh phúc thì tốt lắm. Hỏi: Phật giáo không cho rằng có Thượng Đế tạo ra muôn loài. Sự khác biệt này sẽ gây những trở ngại gì cho người Phật tử khi cộng tác, hoạt động hay tu tập chung với người ngoại đạo? Đáp: mỗi người đều có khuynh hướng và ý thích khác nhau. Vì vậy, có người cảm thấy thoải mái với khái niệm Thượng Đế. Phật tử không cần phải băn khoăn khi hoạt động chung với người ngoại đạo.
có rất nhiều người tin Thượng Đế và đạt thành tựu đáng kể vì lòng vị tha. Điều này chứng minh tôn giáo khác vẫn có thể đưa đến kết quả khả quan. Nếu nhìn vào thành quả, lòng kính trọng các tôn giáo khác sẽ nảy sinh. Hỏi: thuyết vô ngã trong Phật giáo nhiều khi được dịch là không có linh hồn. Hôm qua Ngài nói về phần vi tế nhất của dòng tâm thức, chuyển từ đời này qua đời khác, chở nghiệp theo. Vậy có gì khác biệt giữa dòng tâm thức vi tế này và khái niệm về linh hồn trong Thiên Chúa giáo, ngoại trừ vấn đề luân hồi, vì vấn đề này Thiên Chúa giáo không chấp nhận? Đáp: tôi tự hỏi không biết Thiên Chúa giáo định nghĩa ra sao về linh hồn. Thời xưa ở Ấn, có nhiều giáo phái nói về ngã hay Atman, được tả là cố định, độc nhất và độc lập. Loại linh hồn này Phật giáo không công nhận. Hỏi: làm cách nào tôi có thể vượt thoát được cảm giác sợ hãi vì những thái độ nhẫn tâm hung dữ đã phải gánh chịu từ thời bé thơ? Đáp: nên mở lòng ra, quan tâm đến người khác hơn chính mình, từ từ sẽ thấy có kết quả. Nhưng việc này cần rất nhiều thời gian. Ngoài ra, nếu cảm giác này cứ mãi quấy rối, gây bất an, tốt hơn hết là ngưng, đừng nghĩ đến nó nữa. Hỏi: Ngài nghĩ sao về những người Phật tử không tin có nghiệp và luân hồi? Đáp: điều này đúng là phải xét lại. Nói chung, Phật tử là người đã quy y Tam Bảo, nghĩa là đã nhận Phật, Pháp và Tăng làm nơi chở che nương dựa trong sáng nhất. Tuy vậy, có người quy Tam Bảo một cách rất hời hợt, không suy nghĩ sâu xa về những vấn đề phức tạp như kiếp trước, kiếp sau, nghiệp báo, vân vân. Mặt khác, có những người Tây Phương suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề này, nhưng lại không chấp nhận quay về nương dựa nơi Tam Bảo, tuy vẫn xem trọng Phật, Pháp và Tăng. Họ có thể được xem như người sắp sửa thành Phật tử. Ngoài ra, mặc dù đúng ra đã là Phật tử thì không thể chấp nhận có một cái tôi cố định, độc lập, nhưng trong thực tế vẫn có nhiều Phật tử chưa thể tin ngay vào thuyết vô ngã. Hỏi: làm sao có thể tu theo Phật giáo khi sống giữa những người không tu như vợ, chồng, thân quyến? Đáp: tu hành là việc cá nhân. Nói ví dụ như tụng kinh, không nhất thiết phải tụng chung với ai cả. Hỏi: xin Ngài giúp một lời khuyên cho trường hợp người Tây Phương sống và làm việc bình thường, muốn tu theo Phật giáo Tây Tạng cho đến nơi đến chốn, nhưng không xuất gia hay nhập thất 3 năm. Đáp: người đó nên ở lại trong xã hội, giữ công ăn việc làm bình thường. Trong khi đóng góp cho xã hội, nên thường xuyên tự xét mình, giữ gìn hành động, lời nói. Trong đời sống hàng ngày, cứ đi làm, lo công việc. Sau đó về nhà, hy sinh vài tiếng đồng hồ giải trí buổi tối để đi ngủ sớm, sáng dậy sớm ngồi thiền. Sau đó, ăn sáng cho thật đầy đủ, rồi thông thả đi làm. Thỉnh thoảng nếu có phương tiện, nên hành hương về một xứ có Phật giáo một vài tuần. Tôi nghĩ như vậy thực tế và hữu hiệu. Hỏi: làm sao để có thể hiểu được tánh không một cách đơn giản, khỏi phải đi sâu vào những khái niệm triết lý rắc rối? Đáp: những gì được trình bày trong mấy ngày nay về tánh không, không phải là đơn giản lắm sao? Ý chính là khi phân tích tìm kiếm một vật gì sẽ không thể tìm thấy. Nhưng như vậy không có nghĩa là vật đó không hiện hữu, mà chỉ có nghĩa rằng vật đó không có tự tánh. Nếu suy nghĩ như vậy thường xuyên với thời gian, nhất định sẽ có chứng ngộ. Hỏi: làm sao hợp nhất tâm từ bi và tánh không trong sự thực hành? Đáp: theo Hiển Tông, tu phát tâm Bồ Đề
sẽ giúp người tu tích lũy bồ tư lương phước đức. Tiếp theo, người tu vận dụng năng lực của tâm bồ đề để quán về tánh không. Nhờ đó, tích lũy thêm bồ tư lương trí tuệ, rồi nhờ năng lực của trí tuệ mà thấy ra sự vật vốn không có tự tánh. Dựa vào đó để tiếp tục phát huy tâm bồ đề, còn hợp nhất tâm từ bi và tánh không trong mật giáo sẽ được nói đến trong buổi nói chuyện lần tới. Hỏi: làm sao để giúp người đang hấp hối nên nói gì với họ? Đáp: quan trọng nhất là đừng quấy rầy tâm trí người sắp ra đi, và nhất là nên nhắc lại công phu tu tập nào quen thuộc với họ. Với người không tin vào tôn giáo, nên giúp họ ra đi trong tinh thần an lạc, thoải mái. Lý do là gì? Như đã có đề cập tới trong phần nói về những mối tương quan của 12 duyên khởi, trạng thái tâm thần ngay khi chết cực kỳ quan trọng. Đây là yếu tố quyết định phần nghiệp nào sẽ được tác động, quyết định kiếp tới sẽ tái sanh về đâu. Cho người có lòng tin vào Phật Pháp, có rất nhiều công phu có thể làm khi hấp hối. Ví dụ như quán về tánh không, nuôi dưỡng tâm bồ đề, quán tưởng thân Phật du già, luyện các luồng khí, nhớ nghĩ về tuệ giác hợp nhất đại lạc và tánh không, pháp chuyển di tâm thức, vân vân. Pháp tu cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là công phu được chọn phải thật quen thuộc với người sắp lìa trần. Ngay giờ phút sanh tử, tâm thần người sắp chết vô cùng yếu đuối, dễ xao động, không bao giờ nên bắt họ thử một công phu mới. Tốt nhất là nhắc lại một công phu quen thuộc, hợp với trình độ của người ấy, độ của người ấy, độ của người ấy, độ của người ấy, độ của... Hợp nhất từ bi và trí tuệ. Như đã nói, một người mang tâm nguyện vị tha, lấy 6 hạnh ba la mật thuần dưỡng tâm mình, đồng thời lấy 4 cách tiếp dẫn chúng sinh thuần dưỡng tâm thức người khác. 6 hạnh ba la mật được xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, càng về sau càng quan trọng hơn, với 2 hạnh cuối là định và tuệ. Trong Hiển Tông, luận Hiện Quán Trang Nghiêm của Đức Di Lạc có trình bày 37 phẩm trợ đạo đưa đến giải thoát và rất nhiều pháp môn đưa đến quả vị Phật. Căn bản của hết thảy mọi pháp môn là đại định, được diễn tả là sự phối hợp giữa chỉ và quán. Ngoài ra, để đạt định một cách chóng vánh mãnh liệt, còn có cổ xe mật tông, bao gồm 4 lớp: hành động thiện xảo du già và tối thượng du già. Căn bản tu của 3 lớp đầu giống nhau, mặc dù mỗi lớp đều có phương pháp riêng. Cả 2 bên hiển và mật đều mang chung nền tảng là tâm bồ đề và tánh không. Sự cao thâm của mật tông nằm ở phương pháp đạt định. Vì vậy mà nói, kinh sách của mật thuộc hệ kinh tạng, vì lấy định làm trọng tâm. Đâu là đặc điểm của pháp tu định trong mật tông? Các pháp tu định chỉ và quán thuần nhất trong mật tông thâm sâu ra sau. Phật tử mang tâm nguyện bồ đề, vì chúng sinh mà cầu giác ngộ. Quả vị Phật hội đủ pháp thân và sắc thân. Pháp thân để tự lợi, thực hiện mọi điều lợi ích cho bản thân, và sắc thân để lợi tha, mang lợi ích đến cho kẻ khác. Phật tử dù tu theo hiển hay mật, vẫn cần đến sắc thân để giúp đỡ kẻ khác. Có khi sắc thân mang đủ các tướng chính và phụ của Phật Đà. Theo Đại Thừa Hiển Tông, Phật tử dựa vào đại bi, phát tâm bồ đề, tu hạnh ba la mật, nhờ vậy tích tụ đủ bồ tư lương phước đức để hiển lộ sắc thân. Đại Thừa Mật Tông cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, ngoài việc này ra, người tu còn lấy sắc thân của Phật làm nhân tố tu hành, quán tưởng mình đang mang thân Phật. Phương pháp tu này gọi là
pháp quán, Phật bổn tôn du già. Vì lấy quả làm nhân để tu, nên pháp tu này đặc biệt mãnh liệt và hữu hiệu. Nói vậy cũng có nghĩa là đặc điểm của Mật Tông nằm ở sự hợp nhất giữa phương tiện và trí tuệ. Trong Hiển Tông, phương tiện từ bi và trí tuệ tánh không là hai điều khác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, hòa hợp với nhau, nhưng vẫn là năng lực của trí tuệ nâng đỡ từ bi và năng lực của từ bi nâng đỡ trí tuệ. Mật Tông nói sao về sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ? Khi tu theo pháp bổn tôn du già, hành giả trong cùng một niệm thể hiện đầy đủ cả hai mặt. Tưởng tượng thân mình là thân Phật trong sáng, đồng thời biết rõ thân Phật ấy vốn không có tự tánh. Khi quán thân mình là thân Phật, việc này thuộc lãnh vực của tướng hiện quảng đại từ bi, nên bồ tư lương phước đức gia tăng. Vì vậy, tâm quán bổn tôn du già, tự nó đã mang đầy đủ chức năng của pháp tu phương tiện từ bi. Đồng thời tâm này biết rõ thân Phật đang quán tưởng kia không có tự tánh, nên bồ tư lương trí tuệ cũng gia tăng. Vì vậy, tâm này cũng mang đủ chức năng của pháp tu trí tuệ. Mặc dù khi giải thích bằng khái niệm, trí tuệ và từ bi vẫn tách riêng, nhưng trong lúc tu thiền, cả hai đều được gói chung trong cùng một niệm. Hành giả tu pháp môn này, trong tâm thức cố ý tưởng tượng thân mình hiện sắc tướng nhiệm màu của Phật. Đang khi tưởng tượng thân mình là thân Phật mà trực chứng tánh không của sắc tướng ấy, hiệu năng của chứng ngộ này sẽ rất đặc biệt. Vì cơ sở của tánh không ở đây rất đặc biệt. Cơ sở của tánh không ở đây chính là sắc tướng nhiệm màu của Phật. Đồng thời, các pháp môn Đại Thừa Hiển Tông, khi lấy ngũ uẩn để quán về nhân vô ngã, tức là cái tôi không có tự tánh, và pháp vô ngã, tức là sự vật không có tự tánh, sẽ không làm sao có thể giữ cho cơ sở của tánh không, nghĩa là ngũ uẩn, vẫn tiếp tục hiện, chứ không tan biến. Mật Tông đặc biệt giúp cho hành giả duy trì sắc tướng nhiệm màu của Phật ngay giữa dùng tuệ giác chứng ngộ sự không có tự tánh của sắc tướng đó. Trong cùng một niệm, tâm vừa duy trì sắc tướng của thân Phật, vừa giác ngộ về tánh không của sắc tướng ấy. Vì vậy mà nói, chính tuệ giác chứng ngộ tánh không hiển lộ thành vị bổn tôn Phật chủ mạng Đà La. Mật Tông tối thượng du già. Phương pháp hợp nhất phương tiện và trí tuệ trong Mật Tông tối thượng du già lại càng thâm sâu hơn nữa. Muốn hiểu điều này phải nhìn lại kỹ hơn hai yếu tố vật lý và tâm lý cực kỳ vi tế, đó là khí và tâm. Hai yếu tố này vốn đi đôi, không thể tách rời. Theo pháp tu này, hành giả phải ngưng hết mọi mức độ hoạt động tâm lý, vật lý, thô lậu. Mật Tông tối thượng du già có đưa ra nhiều phương pháp đặc biệt để đạt đến trạng thái này bằng cách chú tâm vào những vùng cơ thể khác nhau. Đây là pháp tu về khí mạch, khí và giọt tủy. Thông thường muốn đạt quán thì phải tu thiền quán. Tuy vậy, vì những nét đặc thù nói trên, Mật Tông tối thượng du già lại dùng thiền chỉ để đạt quán. Ở các tầng tâm thức thô lậu, muốn nhận biết thì phải quán chiếu. Ngược lại, một khi vận dụng năng lực du già để chủ động khiến cho các tầng tâm thức di tế hiện ra, chứ không phải hiển lộ một cách tự nhiên ngoài ý muốn, như vì nghiệp báo hay chết. Khi ấy, mọi tầng tâm thức thô lậu đều ngưng hoạt động, từng tâm thức di tế sẽ hiện ra với đầy đủ mọi khả năng trực nhận. Nếu lúc đó hành giả dụng tâm phân tích quán chiếu để nhận biết sự vật, làm như vậy sẽ khiến cho từng tâm thức di tế ẩn khuất và từng tâm thức thô lậu hoạt động trở lại. Vậy thay vì nhận biết bằng tâm phân tích quán chiếu, người tu có thể vận dụng từng tâm thức di tế để nhận biết. Làm như vậy,
tâm sẽ có được khả năng trực nhận sâu xa. Vì lý do này, khi các tầng tâm thức thô lậu tan biến, hành giả không thiền quán mà ngược lại tu thiền chỉ. Mật tông tối thượng Du Già có hai hệ thống tu thiền để thành tựu thân Phật, hoặc là chuyên chú vào khí di tế và tâm di tế, hoặc là chỉ chuyên chú vào tâm di tế mà thôi. Hầu hết các mật kinh của trường phái Tân Dịch như Guja Samaja hay Chakra Samvara đều vận dụng cả khí và tâm để thành tựu thân Phật. Ngược lại, hệ thống Kala Chakra cũng như Đại Thủ Ấn Mahamudra và Đại Viên Mãn Tujuchen đều chỉ vận dụng phần tâm di tế. Nhìn trên khía cạnh khác, trong số những mật kinh của mật tông tối thượng Du Già có những pháp môn vận dụng các luồng khí, khí mạch và giọt tủy để làm hiển lộ bản tâm quang minh. Còn một số pháp môn khác hiển lộ tâm này bằng cách duy trì trạng thái siêu diệt khái niệm, nhưng không quan tâm đến khí, khí mạch hay giọt tủy. Trong số những pháp môn vận dụng khí, khí mạch và giọt tủy, có pháp môn đặc biệt chú trọng đến khí Du Già, như trường hợp của Guja Samaja. Lại có pháp môn chú trọng đến bốn hỷ lạc, như trường hợp của Chakra Samvara. Còn Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn thì thuộc về hệ thống làm hiển lộ bản tâm quang minh bằng cách duy trì trạng thái siêu diệt khái niệm. Muốn tu theo mật tông, Phật tử trước hết phải thọ pháp quán đảnh. Thọ rồi nghiêm giữ mọi hạnh nguyện và giới luật đã thọ nhận. Trong đại lễ quán đảnh, thầy truyền năng lực gia hộ của dòng truyền thừa đến cho đệ tử. Tuy rằng Phật tử có thể nhận lực gia hộ từ nhiều nơi bằng nhiều cách, ví dụ như đọc tụng kinh Phật, nhưng nhận lực gia hộ trực tiếp qua dòng tâm thức linh động của một vị thầy còn tại thế, dù sao vẫn hơn, vì ấn tượng gieo vào tâm thức mạnh mẽ hơn. Vì lý do đó, các vị thầy trong mật tông rất được kính trọng. Chúng ta đã nói nhiều về thái độ thận trọng cần phải có khi chọn sư phụ. Tôi chỉ xin căn dặn thêm một điều: thái độ cẩu thả trên bước đường tu, đó là dấu hiệu của sự suy tàn của nền Phật giáo. Bổn tôn mật tông. Phật giáo không thờ Thượng Đế tạo sinh vạn vật, nhưng tại sao lại có nhiều vị bổn tôn được nhắc đến trong các buổi lễ quán đảnh? Những vị bổn tôn này là ai? Như đã nói, khởi bước vào Bồ Tát Đạo, Phật tử phát tâm muốn tu thành Phật để có thể tích cực mang lợi ích rộng lớn và hữu hiệu đến cho toàn thể chúng sinh. Thành Phật rồi thì cứ hễ thân nào tạo lợi ích cho chúng sinh, Phật sẽ hiện thành thân đó, không ngần ngại, không giới hạn. Nhưng cũng giống như mặt trăng, phải có mặt nước cho trăng hiện ảnh, thân Phật cũng vậy, hiện trong tâm chúng sinh. Ảnh hiện của mặt trăng sáng hay tối, lớn hay bé, hãy còn tùy trăng phản chiếu vào đâu. Thân Phật cũng vậy, tùy vào khuynh hướng, khả năng, niềm tin và nhu cầu của chúng sinh mà hiện ra phong phú vô hạn. Vì lý do này, ở ba lớp mật tông đầu, chư bổn tôn hiện sắc tướng thọ dụng năm sự thỏa mãn giác quan quải dục giới, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, lấy đó để mà tu. Ngoại trừ dục tính giao cấu nam nữ là loại bỏ. Cho đệ tử không thể vận dụng năm loại thỏa mãn giác quan nói trên, Phật hiện tướng hảo người xuất gia, như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu Phật tử có đủ căn cơ bước vào mật tông tối thượng Du Già, và nếu căn cơ này đã chín mùi, khi ấy sắc thân của Phật sẽ hiện tướng bổn tôn vạn đôi. Cho người đủ căn cơ vận dụng lòng sân để tu, sắc thân Phật hiện tướng bổn tôn hung nộ. Cho người đủ căn cơ vận dụng lòng tham để tu, sắc thân Phật hiện tướng bổn tôn an lạc. Vì thế mà nói,
Đức Phật tùy theo căn cơ của từng Phật tử mà hoạt hiện sắc thân. Một vị Phật có khi hiện thành một vị bổn tôn hay nhiều vị bổn tôn. Ví dụ, Đức Gujamasaja có tất cả 32 vị trong mạng Đà La. Không có nghĩa là thật sự có 32 vị, chỉ có một thôi, còn lại là hóa thân. Vậy trong số chư bổn tôn, có rất nhiều vị chỉ là hóa thân, là ảnh hiện của cùng một vị. Tri kiến qua bốn dòng phái mật tông. Khi dùng từ tri kiến, chúng ta cần xét cho kỹ xem chữ này đang được dùng với nghĩa nào. Tri kiến cũng vậy, có khi ứng vào phần tâm thức chứng biết, có khi lại ứng vào cái được chứng biết. Trong mật tông tối thượng Du Già, chữ tri kiến chủ yếu dùng để chỉ phần tâm thức đang chứng biết. Theo hệ thống phi thường này, tánh không được chứng không khác gì so với các bộ mật tông khác, nhưng lại khác ở phần chủ thể. Tâm chứng tánh không ở đây là phải tâm đại lạc. Xét về tánh không là cái được chứng, Ngài Sakya Pandita có nói: chữ tánh không trong Hiển Tông và Mật Tông đều mang cùng một nghĩa. Nhiều kinh điển của dòng Gelug cũng nói như vậy. Tuy vậy, dòng Sakya vẫn đề cập đến bốn loại tri kiến khác nhau, tương đương với bốn phép quán đảnh trong Mật Tông tối thượng Du Già. Tri kiến của pháp quán đảnh bình bát, tri kiến của pháp kính mật, tri kiến của pháp trí tuệ và tri kiến của pháp danh tự. Tương tự như vậy, kinh điển dòng Gelug như bộ Đại Luận về các hệ tri kiến của Ngài Ramyang Soypa nói rằng tri kiến của Mật Tông tối thượng Du Già là cao nhất. Tri kiến nói ở đây có nghĩa là cái tâm chứng tánh không, tuệ của tâm đại lạc. Vậy khi các bậc chân tu thực chứng nói rằng tri kiến chỉ có một, đó là nói về đối tượng của sự chứng. Còn khi nói rằng tri kiến trong hiển và mật khác nhau, đó là nói về phần tâm thức đang chứng ngộ, nói về chủ thể. Vì Mật Tông tối thượng Du Già vận dụng tầng tâm thức di tế hơn, nên chứng ngộ tánh không rốt ráo hơn. Kinh sách dòng Kachu và Nhin Ma cũng nói tri kiến Mật Tông thâm sâu hơn Hiển Tông. Tất cả các ngài đều đang nói đến một loại tâm rất đặc biệt, cực kỳ di tế. Kinh sách dòng Sakya trình bày tri kiến luân hồi, niết bàn, bất khả phân, được miêu tả như một dòng nhân quả liên tục, nền tảng của tất cả. Các vị hiền thánh xứ Ấn và các vị chân tu dòng Sakya đưa ra nhiều kiến giải khác nhau về cái gọi là dòng nhân quả liên tục này. Nhìn chung mà nói, đây là thuật ngữ dùng để chỉ chân tánh của tâm. Nhìn từ khía cạnh khác, pháp môn Guhya Samaja khi đề cập đến căn cơ cao thấp của đệ tử có nói rằng vị nào căn cơ cao nhất được gọi là người tựa ngọc quý. Người này được ví là dòng nhân quả liên tục, nền tảng của tất cả. Theo giáo thuyết dòng Sakya, vị đại học giả Manto Lutrup Chastaso nhận định dòng liên tục này là bản tâm quang minh. Một kiến giải khác cũng thuộc dòng Sakya định nghĩa dòng liên tục này là tổng hợp của uẩn, căn và giác quan con người. Cũng có nơi nói dòng liên tục này chứa đầy đủ bản thể của luân hồi, tính đức của đường tu và tác dụng của Phật quả. Trong 60 câu tụng về luận lý, Ngài Long Thọ giải thích về sự đồng đẳng giữa luân hồi và niết bàn trong Hiển Tông như sau: luân hồi và niết bàn đều không có tự tánh. Trí biết về luân hồi được gọi là niết bàn. Trong Hiển Tông, niết bàn là chân tướng của sự vật. Ở đó, khổ đau và nguồn gốc khổ đau đều tan biến nhờ trí hiểu biết thâm sâu về ý nghĩa của sự không có tự tánh trong cõi luân hồi.
dòng Sakya giải thích sự đồng đẳng giữa luân hồi và niết bàn như sau: năm hợp thể tâm lý vật lý ô nhiễm, thực chất vốn vẫn trong sạch. Bốn mạng đà la là nền tảng, bao gồm khí mạch trong thân thể, khí, giọt tủy và danh tự. Bốn thành phần này là thực thể của bốn thân Phật. Theo Manto Lutrup Chatsu, mọi hiện tượng luân hồi hay niết bàn đều có thể được xem là diệu dụng hay ảnh hiện của bản tâm quang minh. Vì trong quang minh, luân hồi và niết bàn đều cùng một vị. Đây là cái nhìn bất nhị về luân hồi và niết bàn. Vì vậy, thuyết luân hồi niết bàn bất nhị phát xuất từ bản tâm. Dòng Ca Chu có pháp môn đại thủ ấn Mahamudra với bốn giai đoạn thiền: nhất tâm, siêu diệt khái niệm, nhất vị và không dụng công. Hai lớp đầu tương tự như trong hiển tông, nhờ thiền nhất tâm mà có định, nhờ thiền siêu diệt khái niệm được tuệ. Thiền nhất vị dẫn tới tuệ giác siêu diệt. Trong tuệ này, mọi sự vật đều mang cùng mùi vị trong cảnh giới của bản tâm quang minh. Giai đoạn tu này thuộc riêng về mật. Khi giai đoạn này đã thuần thục, hành giả sẽ bước qua giai đoạn không dụng công. Trong sách Năm Giai Đoạn Giảng Về Mật Kinh Gudya Samajan, Ngài Long Thọ có giải thích là: khi hành giả đạt đến trình độ hợp nhất thân trong sáng và tâm trong sáng, chừng đó không còn gì để học hay để tu nữa. Pháp môn Đại Thủ Ấn Mahamudra nói: chân tâm là tự tánh pháp thân, sắc tướng là từ tự tánh pháp thân mà thành cơn sóng gợn. Chân tâm, cái tâm rốt ráo cơ bản nhất, là tự tánh pháp thân, là bản tâm quang minh. Mọi sắc tướng trong sáng hay ô nhiễm đều phát sinh từ pháp thân ấy, đều là diệu dụng của bản tâm quang minh. Theo dòng Ghê Lúc, không thể nói rằng kiến tánh trong Đại Thủ Ấn đồng nghĩa với kiến tánh trong Trung Quán. Tuy vậy, vẫn có thể xem đó như một trường hợp đặc biệt của kiến tánh trong Trung Quán. Trong các pháp môn dòng Ghê Lúc, loại kiến tánh đặc biệt này được tìm thấy khi quán niệm về cái nhìn Trung Quán kết hợp với mật tông tối thượng Du Già. Nhìn dưới khía cạnh này, giáo pháp của Ghê Lúc trình bày về sự hợp nhất của Đại Lạc và tánh không, nhất là kết hợp ngay từ bản thể. So với Đại Thủ Ấn, thật không có gì khác biệt. Kinh điển Ghê Lúc về hiển và mật đều nhấn mạnh về đối tượng của tuệ giác, nghĩa là về tánh không. Dù vậy, mật kinh của dòng này lại thường nhắc đến tuệ giác, nhìn trên khía cạnh chủ thể, nghĩa là về phần tuệ giác đang kiến tánh. Ghi Lúc cũng nói rằng là mọi hiện tượng trong sáng hay ô nhiễm, diệu dụng của tánh không đều phải được xem là diệu dụng của tuệ giác đang thấy tánh không, của bản tâm quang minh. Trong năm giai đoạn, Ngài Long Thọ nói như sau: hành giả nhập đại định như huyễn, thấy mọi sự đều như huyễn mộng. Hành giả khi nhập vào đại định như huyễn là để thấy mọi hiện tượng đang xảy ra, ngoại cảnh lẫn nội tâm đều là diệu dụng của đại định này. Pháp môn Đại Viên Mãn Chô Trang dùng lối giải thích rất khác, nhưng cũng chỉ để nói về cùng một việc. Cho phần trình bày về Đại Viên Mãn ở đây, tôi xin dựa theo lời dạy của vị đại học giả kim hành giả của tông phái Đại Viên Mãn là Ngài Tô Chúc Trang Jitmeten Bay Nhinh Hoa. Căn bản của pháp môn Đại Viên Mãn là bản tâm quang minh. Thuật ngữ Đại Viên Mãn gọi là thức bình thường. Đại Viên Mãn phân biệt rất rõ tâm sinh diệt và chân tâm. Thức bình thường là thuật ngữ dùng để chỉ chân tâm. Mật tông tối thượng Du Già trong hệ thống dòng Nhiên Ma được chia thành ba nhóm: Maha Du Già, A Nậu Du Già và A Tỳ Du Già. A Tỳ Du Già còn gọi là Đại Viên Mãn
lại được chia thành ba lớp: tâm, quảng đại và lời dạy tinh túy. Tô Trúc Trang Jitmeten Benyinma nói rằng tất cả mọi kinh sách mật tông tối thượng du già của hai hệ thống Tân Dịch và Cựu Dịch đều dạy về phương pháp hành trì bản tâm quang minh. Sự khác nhau giữa các trường phái nằm ở điểm sau đây. Ở mọi trường phái khác giới đại viên mãn, khi mới bắt đầu tu, hành giả phải vận dụng lý trí, rồi nhờ vào đó làm hiển lộ bản tâm quang minh. Trong đại viên mãn, ngay từ đầu, pháp tu này không vận dụng lý trí, mà chỉ nhấn mạnh đến tâm quang minh dựa theo lời dạy tinh túy. Vì vậy mà pháp tu này được gọi là không cần dụng công. Vì đại viên mãn đặc biệt chú trọng đến bản tâm quang minh, nên nhị đế ở đây cũng mang nghĩa khác thường, gọi là nhị đế phi thường. Nói cho thật ngắn gọn, thắng nghĩa đế, tức là chân lý rốt ráo, là tất cả những gì thuộc về bản thể quang minh. Và vì vậy, thế tục đế, tức là chân lý quy ước, là tất cả những gì thuộc về mặt sinh diệt. Vậy ở đây, bản tâm quang minh vắng bạc mọi hiện tượng sinh diệt của tục đế, nên là tha tánh không, nghĩa là không có những tánh chất dị biệt. Tuy vậy, đặc tánh của bản tâm quang minh là tuyệt đối trong sáng, nên vẫn không ra ngoài nghĩa tự tánh không, nghĩa là không có tự tánh, được Phật thuyết trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ hai. Tánh không trình bày như vậy, xác định sự nhất quán giữa tự tánh không của thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ hai và Phật tánh được thuyết trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ ba. Vì vậy, có nơi gọi tha tánh không ở đây là đúng đắn. So với giáo thuyết sai lệch vì công nhận Phật tánh mà cho rằng Phật tánh có tự tánh, nhiều vị học giả cao trọng của cả bốn tông phái mật tông Tây Tạng là Nyingma, Sakya, Kachu và Gelug đã tốn nhiều công sức để phủ nhận loại tha tánh không sai lệch này. Nghĩa là loại giáo thuyết tuy chấp nhận không tánh, nhưng đồng thời lại cho rằng có một chân lý rốt ráo, bất biến, độc lập và cho tự tánh không là đoạn kiến, cần loại bỏ. Dựa theo lời giảng của thầy Chen Chay Kayang Chochi Lotro đáng kính, khi vị đại đệ tử Long Chang Rabchang của dòng Nhiên Ma giảng về ba phần bản thể, đường tu và thành quả, cơ sở của lời giảng ấy là cảnh giới Phật Đà. Trong khi đó, cơ sở của giáo thuyết dòng Sakya là cảnh giới thuộc về những kinh nghiệm thực chứng trên đường tu. Còn dòng Gây Lúc thì lại nhìn từ cảnh giới của người bình thường. Quý vị hãy nên suy nghĩ cho cặn kẽ về điều này để tránh nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Thành tựu chức năng Đại Bồ Đề. Khi hành trì theo những pháp tu mật tông chú trọng đến cả hai phần khí và tâm, hành giả đạt đến trạng thái hợp nhất giữa thân trong sáng và tâm trong sáng, hay nói cách khác, giữa thân huyễn ảo và bản tâm quang minh, nhờ đó thành tựu quả vị Phật, quả vị cao nhất, tuyệt đối vị tha và cực kỳ hữu hiệu. Trong những pháp tu phi thường của hệ mật kinh mẹ, quả vị Phật thành tựu qua thân cầu vồng. Hệ Kala Chakra vì chú trọng vào tâm, nên quả vị Phật thành tựu qua sự hợp nhất giữa thân vô sắc và đại lạc bất động. Hệ Nhiên Ma với pháp môn Đại Viên Mãn cũng chú trọng vào phần tâm. Trong pháp tu này, các tầng lớp thô lậu của thể xác được tiêu trừ dần dần nhờ thành tựu của bốn lớp sắc tướng. Và cũng giống như các hệ mật kinh mẹ khác, hành giả đạt đến thân cầu vồng trong suốt. Tất cả mọi sắc tướng phong phú của trí tuệ và từ bi nói trên chỉ là để giúp chúng